Cửa hàng trưng bày và kinh doanh gần 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao, cùng nhiều sản phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP tiềm năng của các tỉnh thành. Tôi cũng tự hào là về sản phẩm OCOP của Cà Mau của chúng tôi là từ con tôm, chú quảng canh và con cua là thương hiệu Cà Mau và bánh bông tôm. Thì tôi rất tự hào là được Bộ Nông nghiệp và Trung tâm Xúc tiến đã hỗ trợ được cái nơi trưng bày. Đi kết nối tất cả các tỉnh thành trong cả nước thì mới có cơ hội có ngày hôm nay để đi kết nối, và mong muốn của doanh nghiệp là ngày càng mở rộng ra các thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đây là mô hình đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản, xây dựng thành chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đặc sản, sản phẩm chủ lực của các tỉnh. Thì chúng tôi sẽ là cái nơi mở ra để kết nối các sản phẩm đấy để cho người tiêu dùng trong nước và thế giới họ biết được các sản phẩm Việt Nam. Đồng thời cũng từ cơ sở này để chúng tôi đưa các sản phẩm này lên các cái sàn thương mại điện tử, các trung tâm siêu thị, rồi các cái điểm bán sản phẩm cũng như là các cái nền tảng như là TikTok rồi Facebook rồi các cái nền tảng thương mại khác để cho nhiều người biết đến cái sản phẩm này. Liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại các vùng như là đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hay các tỉnh duyên hải miền Trung, thì chúng tôi vẫn xác định rằng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải là nơi địa phương để tập trung tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP các vùng miền này. Cho nên chính vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tổ chức cái điểm kết nối và quảng bá cũng như là bán các sản phẩm OCOP ở tại văn phòng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là một cái khởi đầu, là tạo mọi điều kiện để cho các sản phẩm OCOP có thể tiếp cận được tới người tiêu dùng. Thưa quý vị, những điểm kết nối, quảng bá và giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP như thế này không chỉ để có thể thúc đẩy việc buôn bán các sản phẩm OCOP trực tiếp mà còn góp phần để có thể thúc đẩy và quảng bá văn hóa và du lịch của các địa phương. Thời gian tới, điểm kết nối mong muốn có nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản, thủ công mỹ nghệ đến trưng bày tại cửa hàng nhằm lan tỏa mô hình này, góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đến du khách và người dân trong cả nước.